sáng 8 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đoàn đại biểu cán bộ nữ ngành ngân hàng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tham dự buổi tiếp còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được đề, đề cao, tôn vinh, Phó Chủ tịch nước ghi nhận kết quả đạt được của ngành ngân hàng. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực quyết tâm không lùi bước và đoàn kết vượt qua. Trong đó, phụ nữ ngành ngân hàng góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn thực hiện mục tiêu kép, góp phần thực hiện tốt ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, kiểm soát nợ xấu. Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ nữ ngành ngân hàng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, có những định hướng chuyển đổi và năng lực thích ứng nhanh chóng, giữ vững hình ảnh cán bộ ngành ngân hàng chuyên nghiệp, tinh thông, đạo đức, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.